Shop hàng Nhật Đồ Điện xin chào các bác. Hôm nay em về thêm mấy cái chiếc máy lọc không khí Saab dòng giá bình dân nhưng mà rất phù hợp với cho các bác để lọc không khí trong gia đình. Một con máy full tính năng và giá thì rất là hợp lý các bác nhé. Cái con không khí Saab này thì em báo giá luôn, em bán 1,9 triệu, 1,9 triệu các bác nhé. Đã đấu đổi điện 220V rồi. Đây. Máy đã vệ sinh rất là sạch đẹp, mọi thứ cho các bác về chỉ việc dùng thôi. Nói chung là không có gì để chê. Bọn Saab này thì nó để màng thiết kế đằng sau đây các bác nhé. Đây là than hoạt tính này các bạn này. Đấy. Màng zin còn rất là trắng đẹp, thấy chưa? Màng rất là đẹp luôn nhé. Ở trong này nhìn con máy này gần như là rất là mới này các bác này, đẹp lắm. Saab thì giá nó thường nó hợp lý, rẻ hơn các cái bọn Panna, công nghệ thì nó cũng đủ như vậy thôi các bạn này. Bình nước bù ẩm nhá. Đây. Bên dưới này cũng là màng tạo ẩm này các bạn này. Đây. Nói chung là công nghệ của máy lọc không khí thì không có gì khác nhau. Đây. Một con máy giá rất là hợp lý cho các bác mang về lọc không khí cho phòng. Con này các bác dùng cho phòng khoảng 25 đến 30 m². Máy cũng đầy đủ các tính năng, đặc biệt là bọn này rất là hay là báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử. Đấy, rất là đẹp. Đấy, báo cảm biến bụi. Các cái tính năng như là không khí này, bù ẩm này, rồi có ion. Ion này 7000. Mật độ ion 7000. Rồi nhé. Các cái nút này đây là cái nút như là khóa trẻ em. Khóa trẻ em có giữ 3 giây nó khóa. Đây rồi này. Đây là tắt bật ion, đèn ion đây. Các cái tốc độ lọc khác nhau, tự động rồi là mạnh yếu, trung bình các kiểu. Cái nút này như cái nút reset màng lọc. Đúng phải không? Reset màng lọc. Đây. Đây đang đèn báo không có nước này các bạn này. Một con máy khá là đẹp. Thông số đây ạ. KC45i2W, điện 100V, em đấu điện 220V rồi các bác nhá. 43W này. Đấy. Giá 1,9 triệu rất phù hợp cho các bác lọc không khí trong phòng. Vừa phải, giá vừa phải, đẹp, máy đẹp. Các bác nào lấy các bác liên hệ nha. Máy đấu điện 220V ở đây ạ. Chào các bác.